nè, chào đón quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ hai từ khi ra mắt con tướng mới râu đen anh em ha. Thì còn vài hôm nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc event tuần anh em ơi. À thì kết thúc event tuần thì chúng ta sẽ có một cái update, đó là con râu đen nó sẽ vào trong cuộn L2. À thì cái con này thì nói chung là anh em cũng không có cần gấp gáp phải lên E anh em ha. À chỉ có mình là gấp gáp thôi để mà lên E để mà test cho anh em xem. Nhưng mà đợt này nếu mà xả mười mấy cái cuộn L2 để mà lên cái con râu đen lên E5 anh em, nếu mà test nó lỏ là coi như là mệt anh em nha. À nên là thôi để từ từ anh em ơi. Rồi ngày hôm nay là có một cái thông tin, có hai cái muốn thông báo cho anh em, một cái tin vui một tin buồn anh em. Đó là tin vui thì qua ngày mai chúng ta sẽ có một cái code mới nè. Tin buồn thì cái code mà truyền tin ra con râu đen anh em thì hiện giờ chưa có đủ cái móc xe anh em ơi, chưa đủ móc xe nên là đợt này tỷ lệ rất là cao chúng ta sẽ không nhận được cái code đó nha anh em. Ha ơi khá là buồn luôn anh em. Và đặc biệt thì cách đây hôm trước anh em thì chúng ta sẽ có một cái code VIP á. Thì ông nào mà chưa có ăn code VIP thì có thể nhấn vào kênh của mình để mà xem cái code VIP đó là cái cách thức để mà lấy như thế nào anh em nha. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi event anh em ơi, chơi event tuần đi. Hiện giờ là tiền Sanji của mình nó đang rơi vào khoảng đó là 5.400 Mỹ rồi anh em ơi. Cái này là mới có tặng 2-3 ngày thôi nè đó, nên là cứ từ từ mà chơi nha. Hết event ráng cố gắng đạt được cái mốc đó là 8.000 tim anh em, để lấy một cái rương 10 sao thôi chứ mà cái L2 hơi thốn anh em nhé. Để coi quà top đợt này chung là bá đao huyền thoại à. Để mình coi nếu mà với cái số tim hiện giờ để mà đua top anh em thì nó rơi vào khoảng 15630 anh em ơi. Cứ mỗi lần tặng á là được 1200 tim. Mỗi lần tặng 2000 kim cương á là được 1200 tim anh em ơi. Đó, thì với cái số tim hiện tại nếu mà 12.000 tim á thì là rơi vào khoảng 20.000 kim cương. 120.000 tim á là phải 200.000 kim cương anh em. À với cái số kim cương này không biết là mình có đua top được hay không nhờ. Bá đao này cũng ngon anh em. Bá đao à, hoặc là chúng ta có thể lấy được cái nhẫn hoa nè. Ở cái này cái rìu đầu lau cùi anh em nha. Bây giờ mà đua anh em thì nếu mà với cái số kim cương của mình á thì mình có thể quất lên được là tầm cỡ chừng ấy cha nhiều vậy ta. Nhiều anh em ơi. 200k là được 120.000 rồi. Đó, mà 400k á là sẽ nhận được đó là tầm cỡ chừng 240.000 anh em, 240.000 tim. Đó, nếu mà mình bung hết cái đống kim cương này ra anh em ơi để mà mình chơi. Đó, thì nói chung là cũng hơi thốn đấy anh em ơi. Hơi thốn để lấy cái bá đào đó. Hiện giờ thì đang có 3 ứng cử viên để mà lấy anh em nha. Đây anh em, đầu tiên nè, ông thứ hai nè, và ông cuối anh em ơi, ghê quá. Ôi ghê quá anh em ơi. Bây giờ mà xả hết kim cương này chắc hơi đuối đấy. Rồi ngày hôm nay chơi tiệc Big Mom anh em ha. Mình đang làm xong cái nhiệm vụ 4 sao 30 lần rồi. Để lấy thêm 350 cái xu nè. Rồi để thuyền viên này thì để mình ghép anh em ơi. Anh em ghép mạnh nó cũng tính đó anh em nha. Ghép mạnh với lại mở thuyền viên nó cũng tính nữa. Đó, nên là bây giờ 5 sao nha anh em. Chứ không phải là mở cái mấy cái cùi đâu. Đây 20 nè. 20 con rồi ha. Đây là 10 nè, 11 con nè. Ai ăn Sabo nè, 12 nè. Ăn ai thôi anh em ơi chứ không phải là Sabo nha. Cà rốt đây 3 con nữa nè anh em. Cà rốt thì mình dư copy rồi. Cà rốt dư copy rồi anh em nha. Rồi ghép mấy con nào mà nó đây nè, 25 con nè. À. Season. Rồi ok. Ui, đủ chưa ta? Nhiều quá đó anh em ơi. Mình nghĩ là đủ luôn rồi đó. Rồi ghép thuyền viên dư. Ghép dư luôn rồi. Tí hồi nữa sẽ test một cái team mà khắc chế con Siki cho anh em xem anh em. Coi thử đồ ổ dư luôn anh em ơi. Rồi lấy hai cái nhiệm vụ luôn anh em nhé. Đây có nón Big Mom với lại có thêm thùng bia. Anh em nhớ làm mấy cái nhiệm vụ này nha. Đây anh em 365 cái xu vòng quay nữa nè. Anh em không farm nón Big Mom thì anh em bắt buộc anh em phải làm hai cái nhiệm vụ này anh em nha. Với lại lấy thêm cái thiệp 5k để mà lấy thêm cái thùng bia bên này. Nói chung là vì tất cả cái thùng bia anh em ơi, vì tất cả thùng bia. Rồi đang có 69 hả, mình sẽ lấy một con tướng hệ thường đi anh em. Chỉ cần một cái gói này thôi. Ây da, hơi bị thiếu ta. Hơi thiếu rồi anh em ơi. Thiện viên hệ hiếm thì mình chắc mình không lấy con nào, bởi vì hầu như là cũng đã đầy đủ rồi anh em ơi. Ước thì chắc ước thêm con Siki thôi. Với lại ở bên này là chúng ta sẽ có thêm 1000 cái thẻ huyền bí nè anh em. Ui 4 thùng rồi anh em. Rồi cũng tạm ổn ha. Rồi nói chứ tuần này không xả nhưng mà thôi mình cũng sẽ xả một ít cái cuộn chiêu mộ đặc biệt. Cái thùng chiêu mộ đặc biệt để kiếm thêm con râu đen. Và cũng như là lấy luôn cả cái thêm cả cái phá hủy diệt nè. Và cũng như là cái nón Big Mom anh em ơi. Xả 50% đi anh em ha. Thì nó sẽ rơi vào khoảng đó là 300 thùng anh em ơi.
Đó, ok, xả luôn nha. Anh em kêu á là ở bên hệ bền bỉ á nó ra cũng khá là nhiều anh em. Nhưng mà thôi chắc là đợt này auto bên hệ chính xác đi nè. Bởi vì thôi bên hệ sinh khí đi. Bởi vì mình cũng đang cần thêm con sugar á anh em. Nên là thôi xả bên này một ít luôn đi anh em ha. Karina nè, mới vô được thêm con Karina nó chán thiệt sự. Bữa giờ bận quá anh em ơi, nên là chưa có cày thông thạo con sugar lên nữa chứ. Mà biết đâu bất ngờ ngày hôm nay là quay được thêm một copy của con râu đen nữa anh em. Tuần này anh em đừng có xả giống cái gian như mình nha. Anh em xả túc tắc thôi cũng được, xả mỗi thứ 50% thôi hoặc là không xả luôn cũng được anh em. Bởi vì qua tuần sau chúng ta là có truy nã của con râu đen, qua tuần sau nữa là ra tướng mới rồi. À nên là tuần này anh em xả vừa đủ chơi thôi. Ông nào mà lấy bảo vật của tiền bích mom thì xả nhiều, còn ông nào mà lấy copy tướng thì xả vừa đủ thôi, cỡ chừng 50 hoặc là hơn một xíu thôi cũng được. Bảo vật là phải xả chắc phải gần mát luôn anh em ơi. Trời ơi, crocodile tướng hiếm á anh em, tướng hiếm này mà Alberta quá rồi. 300 thùng chắc không ra nổi anh em. Dạo gần đây cái ạc này quay xui lắm. Qua tuần sau thì xả thêm 6 được thì xả thêm 600 nữa nè, cũng ngon. Kiếm truy nã của râu đen quất phát được 2 cái, đỡ tốn 2 cuộn L2 anh em. Đỡ tốn 2 cuộn L2. Cái bá đao truyền thuyết đó cũng ngon ghê anh em ơi. Nếu mà lấy được anh em thì xả hết cái đống kim cương thì nó hơi thốn một tí. Nhưng mà được cái thì ở trong cái bá đao đó anh em thì nó cũng đó có ở trong cái bánh lái chiêu mộ đó anh em. Bánh lái chiêu mộ mà mình đang tích là 200 mấy gần 300 cái đó, thì ở trong đó nó cũng có cái bá đao. Nếu mà tích như vậy thì nó ngang cơ anh em ơi, nó ngang với lại cái 300 bánh lái anh em, tương đương với lại 300 bánh lái. Ai cha, cái nào nó cũng có cái giá của nó, với lại mình cũng đang tính lấy cái bá đao nó mới ghê chứ anh em. Không lẽ bây giờ đua top anh em nhờ. 400k kim cương tích từ bữa tới giờ anh em, xả một cái là không còn kim cương để mà chơi event luôn ấy chứ. Nhưng mà chắc gì mà được top 1 anh em, chắc gì được top 1. Anh em tích tài nguyên ghê lắm. Ôi không có râu đen mà cũng không có con sugar. Chán ghê anh em ơi, cái gì vậy ta. Mai có cốt anh em nha, mai có cốt tuần rồi. Chắc là không có được cái cốt truyền tin đâu. Cốt truyền tin nói chung là anh em làm biến xe quá chả có. Xe là ở trên bay anh em nha, ở trên bay truyền tin cái con râu đen ra mắt á. Rồi 300 thùng ra đi đúng cái nịt luôn ạ. À. Thôi nói chung là quay hên xui mà anh em, chủ yếu là để chúng ta lấy tài nguyên. Nó bít mòn cũng như là thêm mấy cái pháo ha, cũng như là được thêm cả mấy cái la bàn anh em, quá trời. Ui, 180 nè, 110 nón nè. Đó, à, đây anh em, ông nào đang khoái cái nhiệm vụ nè, nó cũng có trong này luôn anh em nha. Đây cốc bia nữa nè anh em, đang thọt cốc bia nữa. Rồi, vô đổi mấy cái vật phẩm mình đang thèm muốn đi anh em ơi. Đây. À chắc chắn được sugar mở phát thứ ba mới ra anh em, phải trưởng nha. 2000 kim cương ngon. Phát này mới ra được nè anh em. Cũng là lần thứ ba luôn nè. Rồi tướng hệ hiếm thì đẩy nhẹ phát ở giữa coi. Ui đúng cái nịt luôn. Rồi còn hai bên thì chắc là 100 nón nữa anh em nha. Từ đây hết event để cố gắng lết thêm 100 nón nữa để lấy. Bởi vì bảo vật thì mình có dư rồi nên mình không có lấy nữa anh em nha. Bảo vật dư rồi nên là không có cần lấy nữa. Nên là dành cho những bạn nào mà chơi server mới á thì cần rất là nhiều những cái bảo vật như thế này. Rồi vô xả tiếp mấy cái pháo hủy diệt anh em để lấy thêm quà 220. 5 thùng ngon. Trong quá trình anh em xả thì nó sẽ nhả ra thêm mấy cái thùng như thế này nè anh em. Anh em xả thùng chúng ta có thể lấy lại được anh em nha. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không bằng cái số thùng anh em xả. Đó, nhưng mà được cái là chúng ta lời kim cương nè. Rồi lời luôn cả mấy cái tính vật anh em để đổi quà nè. Nói chung là nó chuyển từ cái này qua cái khác thôi. Chơi mà không lời thì chơi làm gì anh em, đúng không? Tiệc Sanji đợt này đang tính đua nhưng mà nhìn kinh khủng quá ta. 200k kim cương là được nhiêu đó rồi đấy. Nhưng mà để mình coi như thế nào đã anh em. Được thì xả hết cái đống kim cương này nó lên tới 200 mấy k. Rồi được 12 tính vật ha. Tất cả những cái tính vật này thì chắc là mình sẽ đổi cái bánh lái anh em nhờ. Đổi bánh lái đi anh em. Đó, bởi vì mình đang tích bánh lái để mình lấy bảo vật xịn mà. Nhưng mà trong cái bảo vật xịn đó thì cũng có cái bá đao anh em. Chiến này lấy một phát là hai cái là ngon, để mình coi thử coi. Mấy ông này tệ lắm, phải trên 200k. 200k là tương đương với lại cái này là tính kim cương cơ bản thôi nha, chưa tính kim cương reset anh em nha. Mỗi lần reset nó rơi vào khoảng là 480 kim cương đấy. Đó là vị chi là 2480 kim cương là một nhát.
À là 24, à tính cho 25.000 đi. 25.000 kim cương là được 12.000 tim, 250.000 kim cương là được mới được có là 120.000 tim thôi anh em. Đó, mà chúng ta phải có tới 500.000 kim cương thì may ra chúng ta mới đạt được cái số tim đó là 140.000 tim. Đó, anh em thấy chua chưa? Nói với lại bây giờ là xả kim cương vào đâu nè, nó cho nó hợp lý nữa nè anh em. Đó là cái vấn đề khá là nan giải. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái team mà khắc chế con Siki anh em nhé. Hiện giờ thì đang có rất là nhiều bạn chơi con Siki anh em ơi, nhưng mà Siki bữa giờ anh em nó bị khắc chế rất là nhiều bởi cái nội tại của con râu đen. Đó, đó là nó sẽ giảm chí mạng và thương chí mạng anh em. Giảm là hầu như là không có đứa nào mà gây được chí mạng luôn. Đó, không có đứa nào gây được chí mạng luôn em. Đó, nên là khá là khó khăn trong cái việc là chúng ta gây chí mạng nè. Rồi nếu mà anh em muốn khắc chế hoàn toàn con râu đen á, khắc chế hoàn toàn Siki á, anh em gắn thêm con Akanu vô nữa anh em, không chơi game được luôn. Đó, cái này là mình test team thôi anh em nha. Còn nếu mà đúng với lại cái team chính á, thì anh em nên gắn một cái con tướng đam vào cái slot của con Aozigusan anh em. Nhưng mà cái team này là team là chuyên khắc chế Siki anh em. Đó, nên là mình chơi thêm con Aozigusan nữa. Bởi vì nó có khả năng là kỹ băng hà đó nè, nên là khi mà nó dính một quả đóng băng thôi là con Siki là đứng im tại chỗ luôn. Chưa kể con Siki nó nộ anh em nè. Anh em thấy không, kể cả đánh thường mà nộ, chả có một biến đam nào cả anh em. Không có một biến đam nào cả. Đó là do cái con râu đen nó búp anh em ha. Chưa kể râu đen nó có thể giảm sát thương cho team nữa anh em, cũng ngon. Nhưng mà khi mà Bem với lại Usopp thì hơi khó chịu nè, bởi vì bên kia có Usopp anh em nha. Usopp mà khi mà nó bị dính kỹ băng hà thì nó cũng sẽ phản kích rồi nè. Nên chả xin nhê là mấy luôn ấy. Này thì, ui ôi, một nã Hyuri bay màu anh em. Kèo này thì team hơi thiếu đam một tí, với lại bên kia có Usopp anh em. Nên là nếu mà muốn win á thì chúng ta phải kết thúc trận đấu nhanh chứ đừng có cò cưa. Chưa kể là team mình con Bato nó đang bị dính quả kỹ băng hà, nó kìa xui thế nhờ. Quả này con Bato nó hồi lại anh em may ra, anh em thấy chưa? Không si nhê luôn. Siki ủi không si nhê luôn anh em. Khó chịu vậy đó chứ. Team hình như là hết hồi sinh rồi. Ây da, còn anh em ơi còn. Này thì đó, chả đam lại liền anh em. Con Bato nãy giờ nó bị đứng im luôn ta. Ui hẹo luôn rồi. Thôi xong tui. Xong tui rồi. Team bị thiếu đam kết thúc anh em ơi. Có con Usopp rất là khó chịu anh em. Team bị thiếu đam kết thúc hơn, nên là chúng ta bắt buộc phải bỏ Aozigusan ra. Anh em chơi một đó là Siki, một là Siki, hai là MiH anh em. Đây để mình thử bỏ Siki của mình vô thử nha. Nếu mà là nông dân anh em nha, nếu mà là anh em không có nuôi nổi MiH á, thì anh em chơi cái team như thế này nè. Đó, thì đây mới là team meta đó anh em ơi. Chúng ta bắt buộc anh em phải chơi con Karos Sulong dù server cũ hay là server mới. Đó, thì cái con Karos Sulong này anh em thì nó bắt buộc team của địch đó anh em, nó phải chơi con bo nếu mà nó không muốn thua. Nó phải chơi bo nếu mà không muốn thua, mà đâu phải ai cũng có bo đâu anh em, kể cả server cũ luôn á. Server mới thì 90% rồi, còn server cũ thì không phải ai cũng có con bo anh em. Chứ lại có dù có bo là cũng không có lên sao mạnh nữa. Đó, nên là anh em chơi Karos mình thấy là Karos ổn tạm ok la anh em ơi. Đó, thì khiến cho kẻ địch bị mất một cái slot cho con bo là hợp lý nhất. Râu đen này phải chơi anh em nha. Chà, kèo này mình gắn con kèo này mình gắn cái con Siki vô bị dính kỹ băng hà là khó chịu nha. Đợi con Bato nó nổ anh em ơi. Bato mình nãy giờ bị đứng im nãy giờ luôn ấy. Ây da, bay màu con râu đen rồi. Đúng rồi, nãy giờ đợi anh độ nãy giờ luôn anh ơi. Đúng rồi, xóa kỹ băng hà liền anh em. Đây chả đam nè. Đó, team địch không có con râu đen là coi như là toàn là đam đỏ nhảy lên không anh em nhá. Nhưng mà râu đen của mình nó hẹo rồi anh em ơi. Râu đen mình nó hẹo rồi. Đó, thì cái đam chính á, thì anh em vẫn sẽ gắn á, một á, là con MiH nếu mà anh em có điều kiện. Hai á, là con Siki. Ba á, là được thì anh em chơi cây đô anh em. Chơi cây đô để mà đam chính cũng ổn. Nhưng mà tối ưu nhất thì mình thấy con Siki anh em nha. Nếu mà anh em gặp râu đen ở team địch á, thì nói chung là anh em chuyển con Siki qua công.
Đó, nhưng mà biết rằng cái lượng đan của nó bị giảm rất là nhiều anh em, nhưng mà thôi ráng cố gắng. Còn nếu mà ông nào mà không muốn chơi con cái đô á, thì anh em cho team của chúng ta là con Usopp anh em. Usopp cái meta bây giờ vẫn khá là đau anh em, đau lắm. Đó, anh em thấy đơn cử bên kia Usopp này, nãy giờ nó nã team mình là âm, anh em thấy chưa, thua không. Đó, chịu đâu nổi anh em, bên kia có con Azuzan khó chịu quá. Anh em thấy chưa? Đó, gãy liền anh em. Đây anh em coi đam Usopp nè, quá trời to luôn anh em. Kèo này nói chung là mình muốn win thì cũng dễ anh em ha, gắn MH vô thôi. Một xẹt một. Thử nha. Tốc cao nhất. Xẹt nè. Ố, bay màu hết nữa rồi. Rồi ủi nhẹ cái, ủi hộ. Không one hit được anh em. Từ khi mà có con râu đen là con Siki chơi chí mạng không có one hit được ai cả đâu nha anh em nha. Đó, có bất hoại thì Usopp cũng phế anh em. Phế ngay Usopp luôn. Râu đen nộ thì thôi bỏ qua anh em nha. Râu đen này đam cũng to chứ bộ anh em. Pha đó độ đam cũng kéo được hai mục tiêu chứ bộ anh em. Đây một sẹt nè, bay màu ba đứa. Làm sao để khống chế được con Aozikuza bên kia, đừng có để nó nộ kỹ băng hà là thôi xong rồi. Trời, cái con quỷ Siki này nó nã thường bay màu hết con Bato của mình rồi ta. Kèo này cũng khó win nữa nha anh em, bên kia khá là mạnh đấy. Phải đơn giản đâu. Tuy có lợi thế đầu game nhưng mà con Usopp bên kia nó gây một cái lượng đam to lắm. Ui ui, gây một cái lượng đam to lắm nha anh em. À thua ta, xui thế nhờ. Đó, không có râu đen một cái thôi là con Siki nó thành quái vật liền anh em ơi. Trời ơi, vậy mà thua ta. QH cánh không nổi luôn anh em ơi. Khổ rồi, khổ rồi. Ông này dạo gần đây quýt chua, dạo gần đây mạnh thế nhờ. Đổi vị trí, đổi vị trí. Để vị trí con Bato ở hàng đầu đó không ổn tí nào. Hơn nhau ở... mình có luôn cả MH luôn mà vẫn BK không lại luôn em. Bên kia tính ra bên kia khá là mạnh. Bụi bay hai mục tiêu. Theory bên kia đi bụi không? Ui không đi bụi luôn. Giờ phải làm sao kéo con Hiyori bên kia hẹo sớm anh em thì may ra. Giờ có con cá mập 3 sao là mọi chuyện đơn giản liền anh em. Một quạt một rồi đi hết nguyên một team ấy. Ôi con Hiyori bên kia không hẹo luôn kìa anh em. Ảo thế nhờ. Con né sạch đam luôn anh em thấy không. Con Bato nó búp né đó. Né sạch đam luôn. Nó còn một lần hồi sinh nữa anh em nha. Ui da, bay màu hết con Bato rồi. Bato nãy giờ bị ăn đòn rất là nhiều luôn em. Cố lên, cố lên. QH anh quạt đẹp một cái là ok luôn nè anh em. Bích chua dạo còn đây mạnh quá. Nhưng mà có con râu đen ở trong tim thì cái khả năng team mình nó trụ rất là ok luôn anh em. Ngon. Kèo này win anh em ơi. Bên kia còn Usopp nha. Bởi vì nó hạn chế cái lượng đam của con Siki á anh em. Hạn chế rất là nhiều lượng đam. Bên kia đam chính là con Usopp anh em. Siki gây không có được bao nhiêu đam đâu. Kèo này để râu đen lo anh em. Xuyên được hay không đây. Choáng nè, không xuyên nổi anh em, HP nó cao quá. HP của con Hiyori cao quá. Bây giờ đợi nó hết bất hoại là lụm thôi. Đây em bây giờ mới win nổi nè anh em, ghê chưa. Usopp trận này không chơi game được nhiều anh em nha. Nhưng mà đam nó vẫn to nhất anh em. Đam vẫn to nhất toàn team bên kia. À, anh em có thể áp dụng cái team của ông Quýt Chua nè anh em, khá là hợp lý luôn á. Usopp nè, Jinbe nè, Hiyori nè, Aozikuzan nè anh em, con Siki và cũng như là con Bato. Không cần phải chơi những cái con tướng mỹ miều rồi các thứ anh em. Giờ muốn khắc chế thì cũng khá là đơn giản.
Rồi nếu mà gặp cái trường hợp có cây đô như thế này thì anh em có thể thay thế đâu để mình coi coi. Nếu mà anh em không có gặp Siki thì anh em có thể bỏ con rau đen ra, anh em chơi con Bo Lilith. Bo Lilith auto khắc chế còn cây đô luôn anh em nha. Thử thử coi. Một quạt đầu nè, bay mà. Ui, mít luôn. Thôi xong tôi rồi. Auto con quỷ Zimbe nó hút cái nộ này em khó chịu quá. Được cái chơi bo thì chúng ta khống chế được hai mục tiêu hàng đầu nếu mà tóc của chúng ta cao hơn tụi nó anh em hả. Du xó bên kia thì nó nãy giờ nó quay lại nó nã tim nó không rồi anh em ơi. Giờ phải giải quyết con Hiyori sớm anh em thì may ra chúng ta mới dễ win được. Đào ấy, nó hơi đào ấy. Rồi bên kia có bất hoại rồi. Hơi khó khăn đó. Đây kỹ băng hà về nữa nè. Ây da. Ờ để con Hiyori ở nếu mà để con Hiyori lên hàng đầu thì cũng sẽ dính kỹ băng hà thôi anh em. Dạ gần đây mình thấy con ba tô đam to lắm anh em. Hồi nãy mình có một trận test thử á, nó rơi vào khoảng là bao nhiêu ta, để mình coi coi, rơi vào khoảng đó là 47 tỷ đam anh em. Tuy nó lên tóc, nó mà lên thêm thủ nữa thì thôi rồi. Bóp tim, đấy, nói rồi. Làm một phát đi sạch tim luôn anh em ơi, dù tim kia đang có bất hoại nha anh em. Nên là con Kaido anh em nếu mà muốn khắc chế gắn con Boy Lilith vô anh em khắc chế vui lắm, 10 sao cũng được. 9-10 sao cũng được, càng sao càng cao thì khắc chế càng nhiều. Bóp bom, bóp vô shop không? Bóp vô shop luôn, rồi team mình cũng đi nguyên một sải luôn nè em. Má ơi Kaido kìa. Em thấy Kaido quái vật chưa? Trời ơi. Kaido này không có đơn giản đâu nha anh em, tàn là quỷ không đó. Ừ, tự bóp mình luôn em. Đây đem coi nè, Bato không đam nè. Thấy chưa, Hiyori 4 đam. Trời ơi. Không có con bo là mình cũng khó có thể nào mà win được cái team đó lắm anh em. Đây, thử cho anh em xem nè. À, nếu mà mình chơi con nếu không thì anh em bỏ thêm con Azigusando cũng được anh em. Đây, để mình thử cái team mà có con rau đen đi anh em ha. Để thử coi win nổi không nha. Rau đen thì nó chuyên trị đam của con Siki thôi. Còn đam của Kaido thì nhiều khi thì nó cũng trị được. Bởi vì Kaido nhiều khi nó cũng có đam chí mạng anh em. Thử nha. Nên là hiện giờ thì tùy vào team anh em đang là chơi cái team gì. Nhưng mà mình nghĩ là con anh em nên build một con Usopp đi nè. Nếu mà Siki của anh em yếu quá anh em build Usopp. Usopp BK khá là ok là không có sợ bị kỹ băng hà đồ các thứ. Né đồ cũng ok. Đó. Không chí mạng anh em mà nó phả cho một phát một. Đi cũng bốn đứa anh em, kéo hết mấy cái lượt hồi sinh của mình luôn kìa. Chị thêm Kaido nữa thì chúng ta có thể có thêm Azigusan anh em ha. Nó có thể kỹ băng hà được con Kaido ấy. Trời ơi, nộ kìa. Mạnh chứ nhở. Mạnh chứ bộ anh em. Rau đen này nếu mà đúng ra là nó nổ, nó búp cái búp né của cái con ba tô là nó xuyên luôn ấy anh em nhờ. Nếu mà đủ cái lượng công. May mà bên mình còn thòng được con ba tô. Azigusan khó chịu quá. Nó mà thành công kỹ băng hà một cái thôi là team đứng im hết luôn em, bất kể con nào luôn ấy. Con cà rốt thì nó chỉ khiêu khích được ngay hàng đầu thôi mà đã vậy còn bị con bo khắc chế nữa. Còn Azigusan khỏi. Đóng băng bị kỹ băng hà một cái thôi anh em đứng im. Kaido hay là Siki rồi đứng im hết. Mi hắc nữa kìa. Phế mi hắc luôn anh em. Quét được ai không? Ôi không xin nha. Đó nên là kèo này mà gắn con rau đen vô là gãy anh em nha. Kèo này phải gắn con bo vô, anh em thấy chưa, team bên kia nó chắc nụi luôn. Thay đổi một con thôi là chúng ta sẽ thay đổi được nguyên một cái trận đấu đấy.
kèo này mà ập nón trúng con Hiyori thì may ra mới win được anh em nha. Nếu mà anh em không có bo anh em chơi con Sugar anh em. Ập nón làm sao mà trúng được con Hiyori bên kia là win. Nhưng mà nhiều ông vẫn bỏ Hiyori lên hàng đầu anh em là thua. Đó, nói chung là rất là nhiều đa dạng team lắm anh em, hiện giờ đa dạng team lắm. Qua có giới thiệu cho anh em cái team siêu khống chế rồi đấy, team nó khá là khó chịu. À, anh em thấy chưa, có MH luôn mà vẫn chịu không nổi bởi vì bên kia khống chế ghê quá. À, rau đen nè anh em. Nếu mà gặp trường hợp có rau đen thế này thì anh em gắn thêm mấy con khống chế thôi, team siêu khống chế thôi là ok win rồi. Nè, team siêu khống chế của mình giới thiệu cho anh em nè. Đây anh em không có cần phải chơi MH là hay là mấy con khác. Đó, anh em thấy không? Bên kia đó, nó hiện du shot nó nã cho vài phát. Ăn thêm một quả bị kỹ bắn hàng nữa nè. Đó, đâu nhất thiết phải chơi Siki đồ đâu anh em. Có du shot, con này dễ build mà, con này ra lâu rồi. Bây giờ copy anh em thấy nó là quá nhiều. Anh em cứ build công với lại xét thương chuẩn cho nó anh em. Là coi như là quên, tí mình sẽ cho anh em xem cái bộ ngọc với lại bộ đồ. Nói chung là hết tất cả của con du shot bên mình. Công của nó 5 triệu mấy đó anh em. Công du shot mình 5 triệu mấy đó. To lắm. Đợi team bên kia nó hết bất hoại thì lượng ta nã là liên hồi. Yusop thì nó không có sợ bị chí mạng anh em ha. Bởi vì chúng ta build công mà. Lại build xét thương chuẩn nên là không sợ chí mạng. Nếu mà không hủy được con Hiyori bên kia thì chúng ta bắt buộc phải kéo hết mấy cái lượt hồi sinh của tụi nó thôi. Ây da, Bato bên kia nã đào thế nhờ. May quá bên mình có bất hoại lại rồi đây, kỹ băng hà đây. Đó. Ôi cha, con Kaido bên kia né được ta. Đam con Sugar, đam con Karos cũng là một cái lượng đam to anh em, đam cũng khá là to. Đó, Kaido nè, thấy chưa? Ủa, nã liên hồi đó. Ôi anh em thấy chưa? Ui nã kìa. Ui. Anh em Usopp nè. Mạnh lắm anh em, Usopp khá là mạnh đấy. Mình phát hiện ra cái sức mạnh của nó từ hồi lâu lắm rồi, cách đây mấy tháng trước rồi. Con này đam ổn định anh em, bất kể mọi meta luôn em. Anh em gắn cho nó cái con pet nào mà có HP, có xét thương chuẩn hoặc là công cao. Rồi đồ ở đây anh em, coi chỉ số nè. 5 triệu 3 công anh em nhá. Tóc thì không cần. Đây anh em gắn những bạch thạch nè, rồi chơi luôn trả cho nó là công xuyên anh em. Công xét thương chuẩn luôn cũng được, hoặc là công xuyên. Gắn cho nó bộ đồ kích công luôn. 3 món hải âu và một món bộ đồ nghề. Rồi cái haki thì anh em build cho nó mát công luôn anh em nha. Đây mát công luôn, gây nó cái haki là quan sát để mà khi mà không chí mạng á thì nó sẽ gây tăng là 100% sát thương, ít 2 đam lên. À rồi tiếp theo nữa là cái bộ ngọc đi anh em. Ngọc con Usopp thì mình build cho nó ngọc sát thương chuẩn với lại công anh em ha. Cái này thì mình gắn vô chủ yếu là để lấy cái chỉ số HP thôi, còn thiếu thôi. Còn tất cả là đều có công anh em nha, công xuyên thủ nè. À, đây. Công nè, có hai dòng HP luôn nè anh em, ngon ha. Này xét thương chuẩn nè. Này thêm xét thương chuẩn với lại công nè. Và cũng như là có thêm công chí mạng. À, chí mạng này bỏ anh em nha, lấy công thôi. Đó là về con Usopp anh em, muốn build lên để mà BK rất là ngon nghẻ luôn đấy. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay ha. Ngày mai có code mới, có gì mới thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh. Anh em nhớ nhấn like, dõi kênh để mà không bỏ qua những cái thông tin và cũng như là những cái code mới nha. Rồi ok, rất nhiều.